Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Cam mới mọi người ơi, thì bây giờ mình đang cập nhật link kênh thông báo cũng như tất cả các dịch vụ của mình ở dưới phần link comment. Anh em nào có nhu cầu ủng hộ thì có thể nhấp vô nhá. Và trước khi vào video thì hãy giúp mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để giúp mình ngày càng phát triển hơn nha. Mình cảm ơn. Mú WinFan hỏi chồng. Idol hạng 1, hạng 2 đấy các em. Cấm floor đi nhá, cấm floor Grack. À không, Grack đéo sợ đâu. Con thê này nó thích gặp Grack. Quan hệ, quan hệ. Ờ, cấm Van Hệt đi. Đây em còn của em không bắn được. Cấm floor đi, cấm mấy con nó counter mình ấy. Con sợ con gì nữa thì cấm đi. Game này để anh chọn Zuka với cả Rat trước nhá, hai con này dễ bị chọn đầu. Mong là được một team 5 cục tím đi trời ơi. Déo tên tao đi à, ok nhá, anh déo tên Việt Hòa này. Việt Hòa là một người em sống bẩn, một người em sống rác, một người em mà anh không bao giờ anh tôn trọng. Nhớ Việt Hoàng nhá. Nó có FP rồi, chọn dừng với mid đi, chọn mấy lên khác đi. Nó có FP rồi, chọn mid đi. Chọn mấy con mà tỷ lệ nó chọn nhiều ấy. Rác rủng đi. Ngay vào luôn đi cua ơi. Rụt quá. Cảm giác hồi hộp vai. Em nữa. Hài nhá. Để vài bữa mình rảnh, mình về quê mình đéo biết làm gì. Khi mình lên pết mình live stream déo tên quá. Nhờ. Hợp lý đấy nhờ. Nghe quả chen déo tên này nghe vui vui đấy. Ngon rồi, game này được 5 cục tím rồi. Ôi Omen, game này đẹp kiêng. 5 cục tím, liệu có hủy diệt rank không? Hay là sẽ bị rank hủy diệt? Chơi bộ nào cho ngầu nhỉ? À, chơi bộ Ngương Đắc Lợi đi cho nó kiểu, cho nó kiểu thời đại ấy, trông nó kiểu meta ấy, trông nó kiểu thế hệ mới ấy. 5 cục tím, đi rank đầu mùa sẽ như thế nào? Ai chà 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 chà, mai lại có video. Hợp lý này. Xong rồi đầu mùa, đầu tháng làm thêm cái video 5 cục vàng đi rank nữa. Hợp lý này. Ui à. Cái ước mơ mà được 5 cục tím đi rank của mình cuối cùng mình cũng đã thực hiện được rồi. Dẹt sơ. Mình có một ước mơ ấy là 5 cục tím đi rank. Và bây giờ tôi đã làm được. Ma nhìn cái like, nhìn cái team nó lực nhờ. Nhìn chúng nó sang nhờ. Mang FGB đến đây. Mang EA Esports đến đây. Đem Lưu Lai đến đây. Trời ơi, cái đội hình nhìn nó lực, lực điên. Team này phải cho đi thế giới đâu anh em ơi. Nhìn Lusuri hẳn luôn đấy. Trông nó sang sang nhở. Đúng là một cây làm chẳng lên non. 5 cây chụp lại thì lên hòn núi cao. Trần Minh là thằng nào lại có video rồi. Nó lại làm content cho anh rồi các em ơi. Anh đang quay clip mà mày còn cào phím vậy thì anh yêu lắm, anh thương lắm. Lại có video rồi các bảo bối ơi, ê, cướp luôn con cua nó đi. Ba thằng mình ăn nhanh, cướp luôn con quái đi. Ồ, giết luôn, giết luôn. Thằng này đéo có tốc, giết luôn được, giết luôn được. Đéo có tốc, đéo có tốc. Nó nhảy sang tường ấy, thế làm gì mà chậm vậy. Đừng có ủi nó về đây, tha tao. Chơi đi hơn người mà, chơi đi. Bọn nó yêu hết rồi, chơi đi. Nó đấm tao, nó đấm út rồi. Chơi đi. Quáng rồi, giết rồi. Một mã phát súng đầu tiên. Ôi giải tán đi, giải tán đi, đánh nhau căng quá, giải tán đi. À đây lại tranh thủ tiểu con quái con, rất điếm. Đợi, tao với, tao lấy cái nồi tai mày ơi. Ăn đi. Về đi, mất mẹ con quái rồi, ngu thế. Cứu SP. Chơi được nhá, tao có chứng chỉ này. Thêm tầm lấy máu về à. Ăn xe ra đi, ăn xe ra cho an toàn. Ê, đầu game nó đánh nhau liên tục rồi, chưa kịp farm trong rừng nữa. Kiểu không có chứng chỉ ấy, có chứng chỉ là cũng lên tranh chấp đấy.
Nó nhảy xuống hay sao ấy, từ từ nhá. Nó nhảy xuống 5 thằng ấy, từ từ, chưa có chứng chỉ. Nó ăn hộ mình rồi, nó ăn hộ mình rồi. Chơi này, đánh nhau to này. Tủ chiến đây anh em ơi. Nó bổ ulti tốc biến ngu kìa. SP nó chết. Bình ao nhảy, nó mất ulti tốc biến rồi. Ổn không? Chạy đi. Đánh nhau liên tục mắc phê. Thì game này mà nuôi Terry thì bắn free rồi. Nuôi Terry tí mình cứ khử thằng Genzo trước là hết người bắt luôn. Xích luôn. Hai. Top tướng cũng khác, mẹ xích chuẩn ác. Tốt. Đấy chính tỏ like mình nhiều người đánh ngay đi chứ anh em. Thế mà tụi nó kêu like mình toàn khăn quàng. Rồi là like mình là gọi là chỉ như thằng trẻ trâu mới xem. Chứ chính tỏ like mình cũng lu su đi nha anh em. Cũng nhiều anh em tay to mặt lớn nha. Được đấy, lắm cục tím phết đấy chứ. Ủi luôn nó về. Nhảy bốn anh em ơi, nhảy bốn. Thằng Enzo cứu mình, nó choáng. Kéo bố ra đi, chết mẹ mà đi, kéo ngu này. Khóc chưa? Tự nhiên nó kéo mình ra ngon luôn. Về trụ được không? Về thủ trụ đi. Kéo nó trụ bắn đầu đi. Hay lắm, game hay đấy. Game công bằng đấy, bổ ích đấy. Chắc biết mình đánh hay quá, bắn chết phát được cơ đơn. Đầu game chưa full hồi chiều. Nó ăn rồng này. Rồng nó chốt để combat đấy. Đánh nhau này. Nó quay lại, nó cưa tranh chấp chắc chắn luôn đấy. Ôm em xích được không? Xích luôn là SP ra. Ui, mù hết mắt rồi, bảo bối ơi, mất tóc à, ngon. Rát hết chiêu kìa. Nhảy bốn anh em ơi. Cần ba. Ui, cần ba luôn mà. Cẩn thận, cứu qua đi. Ôi, đi rồi, sâu cút nó không biết chơi, nó xoay rồi. Mày sốc được chủ lực rồi đấy. Lộ mẹ xài rồi. Rồi con này nó nhìn thấy mình nó hơn gặp cớm. Đẩy lính lên trên đi. Đẹp không? Team nó kiểu gì cũng vào blue để nó canh cho thằng ấy đấy. Sâu cút đây này. Lấy trụ đi nhá, bố thằng dưới này rồi, lấy trụ đi. Bình áp được không? Cứ lộ xài tìm lấy trụ ở đây anh em ơi. Chứ mình cũng không có ý định đánh bọn nó. Rồi, rồi. Enzo lên côn à? Động dục à em? Bú nó em ơi. Nope. Kẻ gì sao nó 1-3 đánh chết mình luôn này. Quả đấy băng xương muộn quá, băng xương sớm mẹ đi. Nó nhìn thấy đấy, coi chừng. Đáng pha bùa lại phải chạy ra. Ê, nó ăn kìa. Hả? Mày quá, mình cướp được. Hên đấy nhá. Anh em đừng có nguy hiểm như vậy nữa. Mình chỉ tỏa sáng được 1-2 lần thôi. Không ai tỏa sáng được mãi đâu, không ngôi sao nào mà tỏa sáng được mãi đâu. Mày quá, mình cướp được xe đài anh em ạ. Lên này anh em ơi. Tiến quân ga nào. Xích đi, sát vực đi, mình cần một pha sát vực. Châu bò xích vào cũng được. Không nhất thiết là phải tanh. Enzo nửa cây kìa. Xích luôn thằng đỡ đòn nào. Giết luôn đi, thằng này nó lên phù chú mà, làm gì có được tanh đâu. Nó lên phù chú nó mỏng dính. Tách ra nó đổ đam lan. Ủi đẹp không? Không đẹp. Hết quái luôn. Thế nào lính đường giữa không ai đép à? Để con xe nó lọt qua vậy. Kìa nó ao nhây kìa, xích vào được không? Ôi giời ơi. Ui ăn lồ, bóp. Quật đi. Chết mình. Má à, mình đánh lôi kìa. Không em quật được á. Ôi giời. Cho anh
Mẹ mình nhảy quả lôi kìa, cứ tiêu ulti cơ. Làm mình hại chết AD luôn. Một thằng ngó thôi. Chắc mình phải đổi giày giáp. Không còn Phoenix của con anh tầm này nó nổ phát là chết mình luôn. Solo à bạn? Xuống ngay đi, xuống ngay đi, xuống ngay đi. Hai người nó không coi mình ra gì đâu. Đây này, đây này, nó không coi mình ra gì đâu mà, mình biết mà. Mình biết là nó không coi mình ra gì. Tao đánh như vậy. Ba gỡ. Má. Đây kiểu gì nó cũng sẽ ở lại, làm con sedan. Mày quá, lên cái giày giáp còn là chết oan rồi đấy. Không có giày giáp vào đấy là đi rồi đấy anh em. Không phải chạy qua đâu, tao có sedan mà. Ép luôn đi, ép luôn đi. Xích luôn thằng SP nó vào cũng được nhá. Xích SP nó vào càng tốt đấy, con Lumber ấy. Con Lumber còn trông còn dễ giết hơn con Phoenix ấy. Cứ Lumber mà chơi cho dễ. Ngon này, con lính này né được đam này, ngon này. Lính khôn này, lính khôn này. Lính khôn né được đam này, ngon này. Enzo hết chiều nhá. Số vào. Đứng trong tế đàn rồi thao đi. Hất. Chưa giết được Enzo đã win rồi. Cáu thật. Địch vẫn trường. Tốt God gọi tên. Trường đâu. Chỉ trích Trần Bình ở ít phút ban không hiểu gì về liên quân luôn. Chỉ trích Trần Bình. Cảm ơn anh em tham gia góp vui nhá. Mình đi đơn cả. Có bọn trẻ trâu lại ngồi nó cào khi nó bảo mình đi bú win khán giả mang tiếng á. Cảm ơn anh em nhiều nhá, cảm ơn bốn anh em tham gia góp vui nhá. Lúc nào mình đánh off thì anh em mình team code sau. Giờ mình lên live đi đơn ghé cho vui.